Hi, welcome back to my channel. Start scale go. Let's go. Let's go. Subway so far, okay? Thank you.
Let go. I can finally get out of this place. I need to find help.
Ready. Go. First, the double kill. Triple kill. Quadra kill. Double kill. Triple kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Unstoppable. Dominating. Godlike. Double triple kill. Legendary double kill. Legendary double kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Hexa kill. Legendary. Legendary. Okay, let's go. Hello, level. Và lại xe số ai hộ cho mình nha. Thank you so much. Charles! Rơi một món đồ ở đây. Mà tìm vẫn chưa thấy đâu. Món đồ nó đâu rồi? Món đồ đó có thể mất rồi các bạn nhá. Và các bạn sẽ phải chơi lại. Bởi vì khi món đồ nó mất thì các bạn sẽ không tài nào có thể là mở cánh cửa ra. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách đó là các bạn sẽ ra đằng sau xem còn chiếc chìa khóa đó không. Nếu mà không còn thì món đồ nó mất thì các bạn không thể là có thể bẻ khóa được phần một. Các bạn
Mình sẽ nhảy đây xem có không. Mất luôn rồi. Tìm xung quanh đây không có luôn. Món đồ đó đã bị mất. Các bạn sẽ đi dò tìm xung quanh. Không thấy món đồ nữa luôn. Có luôn, bị mất rồi con ạ. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Save My Dogs.
Tiếp theo, Slave King. Chúng ta đánh khớp đâu. My God, mất hơn nửa cái máu luôn. Hôm nay mình thua rồi. Chúng ta khá là khỏe. Phát thôi là hy sinh và các bạn sẽ cứ như thế này để kiếm thêm chút tiền sau đó thì nâng cấp cho nên vật của mình khỏe lên và tiếp tục tiêu diệt chúng ta. Ta tưởng sẩy của rồi mà lại mất rất nhiều máu luôn, vẫn đài với ông ta thôi. Wow, ông ta khá là khỏe. Ok, và tới tiếp theo Granny Hall. Tattoo Stars. Chẳng cái loại này. Đây cô. Thank you.
chạy và các bạn vừa léo. Sau đó thì các bạn sẽ nâng cấp. Tiếp tục. Đây thì mình sẽ nâng cấp này đi. Sâu vào bên trong. Wow, đánh một phát một lúc 80 máu luôn, 78 máu. Không đâu. Khi đó thì các bạn sẽ nâng cấp tiếp theo. Đây thì các bạn sẽ nâng cấp những cái có thể liên quan đến tốc độ léo, còn là sức khỏe. Còn rồi các bạn mới nhanh giành chiến thắng được. Lần thì sẽ rất khỏe luôn. Bốn lần thì rất là khỏe. Đó, ok. Thì các bạn có thể dễ dàng tiêu diệt được những Grammy và Gramba. Và lại tiến sâu tiếp vào trong. Chỉ vài phát ném thôi. Granny và Granba sẽ hy sinh. Đó là như thế và các bạn sẽ nâng cấp cho nhân vật của mình, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hello Label 2 and 6. Trong thời game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm những con thú bông. Và sau đó thì sẽ đặt những con thú bông đó vào trong chiếc giỏ. Khi đủ 16 con thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Let's go. Ở đây là 13 trên 16 rồi. Khi các bạn bị anh ta bắt thì các bạn sẽ phải lột từ 2 đến 3 con. Sau đó anh ta lại giấu đi tiếp. Và các bạn sẽ phải điều tra và tìm kiếm xung quanh đây có không còn. Sẽ chỉ còn những con thú bông ở xa thôi. Và còn những con thú bông khó khăn thôi. Đây không còn. Đây cũng không còn. Một con thú bông bay. Một con thú bông ở trên cây. Bông ở đây thì không còn rồi. Một con bay, một con ở trên cây. Vậy thì chắc chắn sẽ còn một con ở dưới đây. Phải đâu đó ở dưới đây. Các
bạn sẽ đi xung quanh tìm kiếm. Khi đủ những con chú bông thì lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành và sang chapter 2 của tựa này. Chapter 2 tựa này cũng khá là khó các bạn nhé. Đây là một tựa game xếp vào dòng tựa game khó của trò chơi trong iPad và máy tính bảng. Đây là một con này, còn thứ hai bay rồi. Còn một con nữa thì mình vẫn chưa tìm thấy con nữa đâu, không biết đang ẩn nấp ở chỗ nào đó. Ok, rồi, và mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.